Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Viện Quân y 108 Hà Nội, hưởng thọ 102 tuổi. Ông Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, là một gương mặt nổi bật trong cuộc chiến Đông Dương. Xuất thân từ một gia đình nho học, khởi đầu ông là một nhà giáo dạy sử, làm báo. Dù không kinh qua một trường đào tạo quân sự nào và cũng không trải qua những cấp bậc trong quân đội, ông Võ Nguyên Giáp cũng đã trở thành đại tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam năm 1948. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được vinh danh là người hùng Điện Biên và trở thành tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân. Ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân, vân vân. Nhà báo Bùi Tiến, nguyên Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, hiện cư ngụ tại Paris, trong quá trình tác nghiệp đã rất nhiều lần gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phỏng vấn và làm việc với ông Giáp từ năm 1945 cho tới sau 1975. Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Bùi Tiến sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Xin mời quý vị theo dõi. Ngày 4 tháng 10 vừa qua thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời. Ông là một người rất là gần gũi và đã có tiếp xúc nhiều với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì nhân cái dịp này, ông có thể cho biết nhận định của ông về ông Võ Nguyên Giáp. Thứ nhất là như là một anh hùng Điện Biên, một vị đại tướng của quân đội nhân dân. Và thứ hai, như một nhà giáo dạy sử, một nhà báo, một con người mang tên Võ Nguyên Giáp. Vâng, tôi cũng vừa được tin là ông Giáp đã qua đời. Ông thế là cũng là thọ lớn lắm đấy, tức là sống hơn một thế kỷ, hơn 102 tuổi. Tôi cũng đã được biết ông ấy suốt trong cái gần 100 năm đấy, và đã nhiều lần gặp, có những lần đi công tác theo ông đến nửa tháng, đi qua Trung Quốc, qua Liên Xô, qua Ba Lan, qua Cộng hòa Dân chủ Đức và Romania. Do đó mà tôi cũng có thể hiểu khá sâu cả cuộc đời của ông. Ông có thể nói là một danh tướng, một tướng tài, thông minh và có cái trí nhớ cũng tuyệt vời đấy. Thế nhưng mà đáng tiếc tôi nghĩ là ông cũng là một người công thần của cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng về mặt nào đó, ông cũng có những cái bi kịch. Ông có thể nói là cũng là một kiểu nạn nhân. Một thời gian thì bị ông Lê Đức Thọ với ông Lê Duẩn là nghi ngờ. Thậm chí một thời gian là định buộc ông vào cái vụ án xét lại chống đảng theo Liên Xô, làm tình báo cho Liên Xô. Và cũng đã họ dự định gạt ông ra khỏi Bộ Chính trị. Thế nhưng mà nhờ ông ấy có chỗ dựa lớn là ông Hồ Chí Minh và cũng có những người bạn thân như là ông Phạm Văn Đồng, cho nên ông vẫn giữ được cái vị thế của mình cho đến khi mất. Thế nhưng mà ở cuối đời thì có thể nói lên những cái tiếng nói ngay thật của ông ấy về cái vụ Tổng cục 2, tiếng nói ngay thật của ông về cái vụ khai thác bauxit ở Tây Nguyên đã không được lãnh đạo để ý đến. Họ bỏ hoàn toàn ngoài tai, thậm chí không cần trả lời những cái ba cái kiến nghị của ông gửi cho lãnh đạo. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái bi kịch ở cuối đời của ông Giáp ở trong một cái chế độ toàn trị độc đảng. Vâng, như nhà báo vừa có nói, ông đã từng là anh hùng Điện Biên, từng là đại tướng của cả một quân đội nhân dân. Nhưng mà những ngày cuối đời thì ông ta đã bị rất là nhiều cái khó khăn, như là bị xét nét trong cái vụ xét lại chống đảng, rồi giao cho những cái chức vụ như là đặc trách về khoa học công nghiệp hoặc là kế hoạch hóa gia đình, những cái công việc mà không có liên quan gì đến quân đội, cũng như là nghề nghiệp của ông là một giáo sư dạy sử hoặc là một nhà báo. Thế thì trong cái khoảng thời gian đó, ông ta có cái thái độ chán nản, bi quan hay là xuống tinh thần đó trong không ạ? Vâng, những lúc thời gian đó thì ông cũng tỏ ra là buồn nản, e ngại
Và trong thâm tâm thì cũng là lo sợ đấy, cả gia đình cũng lo sợ. Nhưng rồi cũng do cái uy tín ông ấy lớn ở trong nước cũng như nước ngoài cho nên là cũng đã vượt qua được. Cái mà người ta bảo là ông bị coi thường, bị hạ xuống để trông coi cái sinh đỏ của kế hoạch ấy, thì đó là một cái nghĩ viển vông, không có cơ sở đâu. Bởi vì ngay trước khi chiến tranh kết thúc thì Bộ Chính trị, nhất là ông Phạm Văn Đồng đã có ý là giao hẳn cho ông ấy, là khi mà hòa bình trở lại là đảm nhận cái mảng khoa học, cái mảng này lớn lắm, tức là cả cái khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, bao gồm cả giáo dục, y tế, thế rồi khoa nhân văn, các thứ. Thế và trong đó ông đã có những buổi, ông say sưa kể lại cho tôi là ông ấy chịu trách nhiệm về cái mảng khoa học đó, là để mà xây dựng lên cái bách khoa toàn thư của Việt Nam, rồi xây dựng cái từ điển quân sự, rồi tổng kết cái chiến tranh nhân dân, là những vấn đề cực lớn. Thế còn cái vấn đề nhân lực đó, người ta gọi là human value đó, là cái giá trị nhân lực mà ông ấy đảm nhận đó, thì ông nói đây là vấn đề là cải thiện cả cái nòi giống của Việt Nam. Để đến năm 2050 đó, làm sao người Việt Nam to con hơn, nặng hơn, con người khỏe khoắn hơn, thông minh hơn và có học lực cao hơn, tiếp cận với khoa học của thế giới. Đây thì đấy nó là cái mảng lớn lắm. Chứ còn cái sinh hoạt của kế hoạch đó, thì ông nói là đây chỉ là một điểm nhỏ trong 7 cái vấn đề lớn của vấn đề nhân lực, là vấn đề cải tạo cái nòi giống, là một cái vấn đề lớn của khoa học nhân văn. Cái câu về mà người ta hay nói, tức là ngày xưa đại tướng cầm quân, bây giờ đại tướng cầm quân chị em đó, thì cái đó chỉ nói vui hoặc nói giỡn thôi. Chứ nếu mà hiểu đây là một cái cố tình hạ thấp ông ấy, bởi số người đó thì không phải, họ đối với ông ấy, họ những kẻ chống ông ấy, nó thâm thúy hơn nhiều, chứ không phải là làm cái việc nhỏ nhen như thế đâu. Vâng, trở lại đại tướng Võ Nguyên Giáp với lại chiến thắng Điện Biên, cái tên tuổi của ông Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với cái chiến thắng Điện Biên, và từ đó ông đã chỉ huy cả một cái cuộc chiến tranh Đông Dương. Nhìn lại tiểu sử của ông thì chúng ta thấy rằng ông xuất thân là một nhà giáo dạy sử và sau đó đi làm báo, và ông không trải qua một cái trường học nào về quân sự, cũng như không có đi lên từng cái cấp bậc trong quân đội, và bỗng chốc ông trở thành đại tướng chỉ huy, và sau cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ thì ông trở thành tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân. Thì theo nhà báo Bùi Chính đánh giá, đấy là một thiên tài quân sự hay là còn có những cái yếu tố nào khác để đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đài danh vọng như vậy? Tôi nghĩ là ông cũng là con người có thực tài, nhưng mà ta cũng phải đánh giá cho thật đúng mức. Ở trong nước thì có người nói rằng là Ủy ban khoa học của Hoàng gia Anh đã biểu dương ông là một trong những tướng tài của thế kỷ, rồi của lịch sử loài người. Thế rồi đã có người đề nghị là đúc tượng vàng ông ấy ở bảo tàng của Hoàng gia Anh. Tất cả những cái tin là tin vịt hết. Tôi đã kiểm tra, tôi đã sang tận lông rồi. Để cùng với anh Đỗ Văn thì tất cả những chuyện đó là không hề có. Đấy là chuyện ở trong nước người ta dựng lên, người ta thêu dệt lên. Bởi vì nếu có những quyết định của Hoàng gia Anh bỏ phiếu tín nhiệm như thế đó, thì người ta đã có những cái văn kiện gốc để mà người ta tuyên truyền, và người ta có những tranh ảnh. Nhưng mà những cái điều đó không hề lưu lại một vết gì trong cái lịch sử của Hoàng gia Anh cả. Thế nhưng mà tôi cũng thấy là ta phải xét cho nó kỹ, tức là ở Việt Nam đó, những cái quyết định lớn là đều tập thể cả. Mở chiến dịch này, chọn điểm này, cách đánh này đều là do Bộ Chính trị, đều là do có Đảng ủy Quân sự Trung ương, đều có tập thể của Bộ Tổng Tư lệnh cả. Cho nên ông cũng giữ một phần. Nhưng mà ở Điện Biên Phủ thì tôi công nhận là ông đã kể riêng cho tôi nghe về cái quyết định khó khăn nhất. Thì đấy là cái thay đổi phương châm. Tức là lúc đầu là định là đánh nhanh, giải quyết nhanh trong 2 ngày 2 đêm. Nhưng mà đến ngày 25 tháng Giêng năm 54 đó, thì ông đã
quyết định là hoãn lại, dừng lại trong để chuẩn bị thêm 50 ngày nữa. Rồi sau đó là bắt đầu tấn công cũng thêm 50 ngày nữa mới chiến thắng, chứ không phải là 2 ngày 2 đêm. Trong cái chiến thắng Điện Biên Phủ thì đây là cái chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay còn có công của những cái lực lượng nào khác tham gia vào trong đó ạ? Về cái chủ trương đó thì tôi công nhận rằng là ông đã có một cái sáng kiến lớn như ông đã kể trong cái bài mà tôi đã viết là quyết định khó khăn nhất đấy của ông Giáp đó. Thì đấy là cái thay đổi phương châm. Thế thì cái thay đổi phương châm từ đánh nhanh nhanh sang đánh chắc, tiến chắc đó, đánh rũi đó, đấy là cái sáng kiến cá nhân. Mà nếu mà không có cái thay đổi phương châm đó thì nguy lắm. Thì bốn cái sư đoàn gom góp lại của kháng chiến lúc ấy lại sẽ tan tành bởi cái hỏa lực rất mạnh của cái hệ thống phòng thủ của Pháp. Nó đã qua một thời kỳ củng cố rất là lớn. Thế nhưng mà nhìn chung đó thì tôi cũng thấy là đây là cái công lao chung của các cái cán bộ ở trong cái đơn vị mà bao vây Điện Biên Phủ. Rồi cái công lớn không ít của cố vấn Trung Quốc và nhất là của vũ khí Trung Quốc, như là các khẩu pháo, cái vận chuyển chiến lược để mà vận chuyển đạn đến tại chỗ đó là đều do cái lực lượng của phía Trung Quốc đảm nhận. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái thắng lợi chung, nhưng mà cũng có in cái dấu ấn riêng của ông Giáp. Cái cuộc chiến tranh chống Pháp thì vai trò của ông Võ Nguyên Giáp rất là nổi bật. Thế nhưng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ thì vai trò của ông rất là mờ nhạt. Ông không có tham gia gì trong cái cuộc chiến tranh này ạ? Ông ấy không có vào chiến trường miền Nam, cho nên là chủ yếu là của những ông khác. Mà về quân sự phải nhận là của Lê Duẩn, của Lê Đức Thọ, rồi của những ông Hoàng Cầm, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn. Ông có chỉ huy từ xa ngay cái trận cuối cùng của năm 75 đó, thì ông cũng có ở chỉ huy sở. Nhưng mà chỉ huy tại chỗ thì phải thấy là của ông Trần Văn Trà, rồi trước đó nữa là của Nguyễn Chí Thanh, rồi của ông Lê Trọng Tấn, các thứ vân vân. Thế còn trong cuộc chiến Tết Mậu Thân thì lúc đó ông Giáp ở đâu và ông có đóng góp gì trong cái cuộc chiến này không ạ? Theo tôi được biết và ông kể lại trực tiếp với tôi thì ông không đồng tình về cái tổng tấn công và nổi dậy của Mậu Thân đâu. Bởi vì nó là đến 3 đợt mà càng về sau thì càng đuối sức và càng bị tổn thất hết sức nặng. Mà do đó ảnh hưởng đến cả 3-4 năm sau. Ông thì ông chỉ chủ trương là một cuộc tập kích chiến lược về mặt quân sự rồi rút để bảo toàn lực lượng, chứ không phải là đổ tất cả quân đi để mà bị một cái tổn thất rất nặng. Do đó mà lúc đấy là ông ấy lánh sang gọi là để mổ mật ở Hungary, không có mặt ở nhà. Cho đến khi cuộc tiến công xong đợt một rồi thì ông mới trở về. Trong cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì cái số quân đội mất tích rất là nhiều. Việc này không biết có liên quan gì đến việc ông Võ Nguyên Giáp đã đi rất là nhiều nước, nhưng mà trừ Hoa Kỳ và Pháp thì hai cái việc này nó có liên quan gì đến nhau không ạ? Vâng, theo tôi được biết thì đã có những lời mời chính thức của phía Mỹ, các nhà học giả, các viện khoa học và cả cơ quan Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như là Pháp là mời tướng Giáp sang thăm nước Mỹ và nước Pháp. Đã có những cái bước chuẩn bị cụ thể của các cái sứ quán, nhưng mà sau việc này lại đình lại. Và tướng Giáp cũng đã có lần hỏi kỹ tôi về tình hình của nước Pháp với Mỹ khi mà tôi đã ở Pháp và Mỹ về. Thế mà nhưng mà sau này vấn đề này không được đặt ra. Không đặt ra vì theo tôi nghĩ đó, cái chắc trả lớn là bởi vì ông Giáp còn mắc nợ của nước Pháp và nước Mỹ. Nợ cái gì? Thì nợ là tù binh. Bởi vì theo các văn kiện quốc tế đó, thì các vị tổng tư lệnh là chịu trách nhiệm về cái số phận của tù binh mà họ bắt giữ trong vấn đề đối xử có nhân đạo hay không. Và sau này cái việc trao trả có sòng phẳng hay không. Thế thì đây là hai vấn đề rất lớn giữa Việt Nam
đang còn lại, người ta gọi là vấn đề MIA POW đấy, MIA với lại POW đấy, tức là những người giam giữ. Tôi được gặp rất nhiều người Mỹ, kể cả tướng Westmoreland, kể cả những ông những người làm việc ở CIA, thì họ đều có nói rằng là hiện nay đó, cái số người mà quân nhân Mỹ bị Việt Nam bắt rồi mất tích không có trả lời, không biết số phận là sao đó, đã lên đến 2.400 người. Và cái này là một cái món nợ mà Việt Nam không sao trả lời nổi. Không biết sống hay chết, chết ở đâu, có di tích gì không. Mà gia đình của những người Mỹ đó, của những sĩ quan Mỹ đó, người lái máy bay Mỹ đó, họ vẫn còn có những cái vướng mắc rất nặng nề. Họ lập ra những cái hội để mà tìm cho ra được số phận của những người bị mất tích. Họ tổ chức quyên góp, rồi có cả những cái người tình nguyện sang Thái Lan, sang Việt Nam một cách bí mật để mà điều tra xem là có những cái trại bí mật giam người Mỹ còn lại hay không. Bởi vì họ quan tâm đến số phận của con em họ một cách rất là thiết thực. Và họ đây, họ gọi là món nợ của Việt Nam, nhưng mà họ vẫn bíu lấy ông Giáp, bởi vì theo cái nguyên tắc của văn kiện quốc tế thì tổng tư lệnh của đối phương là cái người chịu trách nhiệm về cái số phận của tù binh. Mà số binh Mỹ thì họ bảo là chúng tôi không phải mất tích chỉ có vài chục người, không phải vài trăm người mà lên đến vài nghìn người, thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Chính do đó mà người ta lo rằng nếu mà ông Giáp mà sang Mỹ đó thì sẽ có những cái biểu tình cực lớn, và rồi công luận Mỹ sẽ rất phản ứng một cách rất là bất lợi cho cái ông khách mà cồng kềnh, họ cho là cồng kềnh quần mắc nợ này. Ở Pháp cũng như vậy, tôi đã gặp ông Guy Simon, là ông chủ tịch của hội là cựu chiến binh Pháp ở Đông Dương. Và ông Guy Simon cũng nói là chúng tôi có cả một cái danh sách rất lớn mà chúng tôi hỏi ở Sứ quán Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhưng không bao giờ được trả lời một cách đàng hoàng, rõ ràng cả. Họ nói là hiện nay đó, cái số mà quân nhân, sĩ quan Mỹ mất tích trong tay của người Việt Nam giữ là đến gần 4.000 người. Mà 4.000 người đó là 4.000 gia đình, vợ, con cái, cháu chắt họ hiện nay vẫn còn đặt ra những câu hỏi là thế thì người thân của tôi ở đâu? Các ông đã bắt, các ông đã giữ, đã có danh sách. Thế thì những người chết hay là còn sống? Và chết thì ở đâu? Vân vân. Chính do đó mà tôi nghĩ rằng là ông Giáp mất đó, vẫn còn bị mắc những cái khoản nợ. Tất nhiên không phải là cái khoản nợ riêng của ông Giáp, mà cái nợ của phía Việt Nam. Mà Việt Nam thì theo tôi thì cái nguyên nhân là không thể chỉ đổ cho cái hoàn cảnh chiến tranh du kích, thế rồi chiến trường hẹp, một bên là đại dương, một bên là núi rừng rất là cổ xưa, cho nên là những người nhảy dù xuống đấy rất dễ bị mất tích. Hay là vì vấn đề khí hậu, vấn đề bệnh tật ở một nước nhiệt đới làm cho cái số chết và ốm bệnh là rất nhiều. Nhưng mà ít nhất cũng phải trả lời một số trường hợp. Mà hiện nay tôi nghĩ đây có thể là cái luộm thuộm, cái ta nhận thức về tính mạng của con người, của người mình cũng như là của đối phương, không đến nơi đến chốn, coi rẻ cái sinh mạng con người, do đó mà không quan tâm đầy đủ đến cái sinh mạng, bệnh tật và cái chết của một số người, mà nhất đó lại là đối phương nữa. Là một người đã gần gũi và trực tiếp giao thiệp nhiều với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì ông nghĩ rằng trong những ngày cuối đời, lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên giường bệnh, thì cái ước mơ cuối cùng của ông là gì? Tôi nghĩ là cái điều này cũng khó nói, bởi vì tôi không gần ông ấy mấy chục năm nay rồi. Tôi chỉ biết là trước khi mất, ông đã có một vài cái hành động đáng khen. Đó là cái mà đưa ra cái vụ là Tổng cục 2
tố cáo những cái kẻ như là Nguyễn Chí Vịnh đã theo tàu mà coi gần như là có những hành động là chống lại đất nước mình để phủ định cái nền độc lập tự do của dân tộc. Thế và ông cũng đã 3 lần lên tiếng về cái vụ Bosit, nhân danh là ông đã từng phụ trách cái mảng khoa học, đã từng làm việc với chuyên gia Liên Xô, và hồi đó chuyên gia Liên Xô đã can ngăn là không nên lao vào cái việc khai thác Bosit là rất là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ ông đã cất tiếng 3 lần, nhưng mà cũng thật là bẽ bàng và mỉa mai là ông không hề được những người lãnh đạo hiện nay đếm xỉa đến cái ý kiến của ông, thậm chí họ không trả lời một câu nào về 3 cái lá thư tâm huyết đó, và hiện nay họ cũng đang bối rối đấy. Do đó mà ông mất từ hôm qua, nhưng mà các cái báo chính thức của Đảng và Nhà nước vẫn chưa có những cái thông cáo chính thức. Họ bối rối bởi vì là đáng lẽ ra là đã phải có thông báo chính thức của nhà nước, của Bộ Chính trị với một con người có công với chế độ, với một con người đến như thế. Nhưng mà họ cũng tỏ ra là không biết xử trí ra sao khi mà cuối đời ông đã có những cái ý kiến gần như là phản bác lại, phản biện lại những cái chủ trương lớn của nhà nước. Thế thì họ đang khó xử, nhưng mà tôi chờ rằng nhất định là họ phải có một cái tang lễ nhà nước đối với một con người ở cái cương vị như thế. Thì tôi nghĩ là họ đang tính toán, đang trao đổi, và có thể trong nội bộ đảng cũng đã có những ý kiến khác nhau về cái chuyện này. Vâng, thưa, cảm ơn nhà báo Bùi Tính cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.